Dạ hello, em xin chào cô chú anh chị hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình về cái mặt hoa các gia sưu tầm cho cô chú anh chị mình có thể cùng xem và cùng sưu tầm. Đầu tiên em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng cây 032, cây 032. Cây này thì khung hoa nó khá là đẹp. Cây này á thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình là một cái hướng hai thân kèm một măng. Hướng này thì đã bám chậu khá là ok rồi, nhưng mà thân sau là đã khai thác rồi nha cả nhà. Thân sau khai thác rồi, thân đầu này là thân zin kèm cái măng đang lên. Cái hướng 032 này á thì em chia sẻ với giá là 350.000, em bao ship 350.000, em bao ship cho cái phần cho cái phần này. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái mã 032 này thì mình liên hệ với em. Cây này là một cái cây hoa màu đỏ, khuôn hoa khá là tròn và khá là đẹp luôn nha cả nhà. Mã 032 em chia sẻ cái phần này là 350.000 thôi, bao ship cho cô chú anh chị mình lấy giống. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em, số điện thoại của em là 0386 232 357. Cả nhà có thể là nhắn tin qua Zalo theo cái số điện thoại đó, hoặc là gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại đó. Cái thân sau là thân đã khai thác này, thân đầu là thân zin, ở đây nó còn một mắt ngủ nha cả nhà. 350.000 em bao ship cho cái cây 032 này luôn. Rồi, ở đây em có một cái hướng cát xưa. Cây này là cây trắng cường xăng, cây trắng cường xăng. Cây trắng cường xăng này á thì cái hướng này hôm nay em chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống luôn. 500k cho cái phần này, em bao ship luôn hai thân đầu zin. Hai thân đầu nguyên zin, em trồng rễ ấm chậu rồi nha cả nhà. Rễ ấm chậu cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Đó, hai thân nguyên zin. Cây này là cây trắng cường xăng, trắng cường xăng, một cái cây cát xưa, cây cát xưa. Cây này á thì đợt trước cũng khá là nhiều cô chú anh chị mình hỏi em. Đó, cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em. Hai thân nguyên zin, hai thân nguyên zin. Thôi em chia sẻ nhanh cho cô chú anh chị mình luôn đi ha. 450.000 cho cái hướng này, bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Một hướng duy nhất trong video này thôi nha cả nhà. Cây trắng cường xăng 450.000 cho cái hướng này. Giá chia sẻ giá nhanh cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị nào chưa có thì mình liên hệ với em để sưu tầm về chơi. Trắng cường xăng, hai thân nguyên zin, đã trồng ẩm chậu cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Giá em chia sẻ chỉ có 450.000 thôi, giá khá là ok. Rồi tiếp theo ở đây em có một cái cây Udom Lai 351. Cây này em chia sẻ thì hướng nó là hướng ba thân, ba thân, hai thân đầu là hai thân zin, thân sau thì đã khai thác. Hướng này thì cũng chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống thôi. Hướng này hiện tại á, rễ em trồng nó đã bám chậu khá là ok rồi nha. Rễ trồng đã bám chậu khá là ok rồi. Hướng này thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình cái hướng này là 600k, em bao ship. Đó, giá sale cho cô chú anh chị mình luôn. 600k em bao ship cho cái phần này. Cái này là cây Udom Lai với 351. Đó, mã của nó là Udom Lai 351. Em chia sẻ cái phần này hiện tại đã trồng khá là ok cho cô chú anh chị mình luôn rồi. 600k, hai thân đầu là hai thân zin, thân sau có khai thác. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái cây Udom Lai 351 này á thì mình liên hệ với em. Cây này á có nhiều anh chị mình còn hay gọi nó với cái tên là Avatar Trương Thanh Triệu á, là của cái cây này là gốc của anh Triệu ở Bà Rịa Vũng Tàu á cả nhà. Đó, gốc của anh Triệu ở Bà Rịa Vũng Tàu á. Mã của nó là Udom Lai với 351. Đó. Cây này á khuôn hoa với màu hoa nó cũng khá là đẹp. 600k cho cái phần này, em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị nào mà chưa có giống loại này thì mình liên hệ với em. Udom Lai 351 nha cả nhà. Đó, hoặc cả nhà có thể gọi với tên là Avatar anh Trương Thanh Triệu. Đó. Tiếp theo ở đây em có một cái cây OK2 màu vàng lưỡi đỏ. Cái thân này thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống luôn. 500k em bao ship. Thân đầu zin, thân đầu zin. Cái cùi này là vẫn có mắt ngủ nha cả nhà. Đây, cái mắt ngủ của cái cùi này. Đó, nó em chia sẻ là một thân đầu zin. Em tính là tính cái thân đầu zin này thôi. Nhưng mà cái cùi này là cùi kèm theo cho cô chú anh chị mình, nhưng nó vẫn có mắt ngủ nha. Đó, vẫn có mắt ngủ. Cái thân này em chia sẻ là 500k em bao ship. Cây hiện tại em đã trồng ẩm chậu cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Cây này á thì nó là dạng màu hoa màu vàng, hoa màu vàng. Ở cái phần lưỡi của nó thì nó sẽ có một chút bệt, chút cái bệt màu đỏ ở cái đầu lưỡi. Đó, khuôn hoa và màu hoa nó phân bổ cũng khá là đẹp. Cái màu hoa nó phân bổ khá là đẹp. Nó là dạng màu vàng đỏ, nhưng mà cái màu đỏ của nó chỉ là cái phần bệt lưỡi ở bên dưới thôi. Rất là đẹp nha cả nhà. Mã OK2, mã OK2. Mã OK2. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em.
thân đã trồng ấm chậu sẵn cho cô chú anh chị mình rồi đó, về mình chứ cái việc treo lên và chăm sóc như bình thường thôi cả nhà. Cây thì ở hiện tại ở vườn em á thì em trồng bằng vỏ thông đó, em trồng bằng vỏ thông, trồng bằng vỏ thông nha cả nhà. Thì về á, mình chỉ có việc treo lên mình chăm sóc như bình thường thôi. Nếu mà cô chú anh chị mình á mình không thích thì nói chung là như những cái hướng này á thì cô chú anh chị mình có thể là cố gắng để thêm nó lên thêm một hai thân nữa thì mình thay chậu. Còn mà cô chú anh chị nào mà mua phần mà nhiều thân á, ví dụ như nó tầm 3 thân, 4 thân hoặc 5 thân nó khỏe rồi á thì về mình có thể là trồng lại theo cái ý thích của mình. Đó. Còn như cái này nó đang ít thân á, rễ và nó đang ít thân mới với lại rễ hiện tại thì nó đã bám chậu, nó đang phát triển ok, mình lại gỡ nó ra đó là nó lại mất thời gian để nó phục hồi đó cả nhà. Đó. Rồi tiếp theo ở đây em có một cái hướng giữa hai lá giữa cây 140 vàng đỏ. Cây này hôm trước em chia sẻ cũng khá là nhiều cô chú anh chị mình hỏi em về cây này, thì hôm nay em có một cái hướng này là hướng hai thân giữa nha cả nhà. Hướng hai thân giữa thì nó sẽ có một nhát cắt như ở đây. Đây. Nhưng mà cái thân này á, thân đầu này thì nó sẽ còn tới hai mắt ngủ, một mắt ngủ ở đây nè, đó, và một mắt ngủ phía bên này, nó còn hai mắt ngủ. Thân sau này cũng vậy, thân sau này nó còn hai mắt ngủ. Đây. Cái thân phía sau nó cũng còn hai mắt ngủ nha cả nhà, một mắt ngủ ở đây và một mắt ngủ phía trên. Hai thân giữa cây 140 vàng đỏ, cây này khuôn hoa khá là đẹp. Đây cái bộ rễ em tách ra cũng khá là ok cho cô chú anh chị mình luôn. Phần này thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống thôi, giá khá là ok luôn. Cây này hôm trước em chia sẻ hai thân zin mà tầm cỡ này á là 1.200k, còn thân mà nó cao hơn một chút xíu á thì nó sẽ rơi vào tầm 1.500k. Đó, cô chú anh chị nào mà theo dõi thì mình cũng biết tầm khoảng độ là 1-2 tháng trước, tầm khoảng độ là 2 tháng trước á cả nhà, tầm khoảng độ là tầm khoảng tháng 8 hoặc là cuối đầu tháng 8 hoặc là cuối tháng 8. Đó là em có chia sẻ hai hướng, có chia sẻ hai hướng cái này. Thì hôm nay em còn một cái hướng, hướng giữa như thế này. Em chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống. Phần này thì em chia sẻ cái giá khá là ok, 850.000 em bao ship. Đó, cây này khuôn hoa khá là đẹp nha cả nhà. Cây này á thì nó có tên gọi là 140 vàng đỏ, 140 vàng đỏ. Hoa cái màu vàng của nó rất là đẹp cả nhà, màu vàng của nó là dạng là vàng tươi luôn. Vàng màu, những cái cây màu vàng tươi, vàng đậm á nó rất là đẹp nha. Đó. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái mã 140 vàng đỏ đó thì mình liên hệ với em, 850.000 thôi. Rồi cuối cùng trong cái video này thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình hai cái thân đầu nguyên zin em mới vừa trồng. Cây này là cây 158 vàng đỏ luôn. Đó. 158 vàng đỏ. Hoa của nó là dạng màu vàng đỏ. Đó. Hướng em chia sẻ là hướng hai thân đầu nguyên zin. Hai thân đầu nguyên zin nha cả nhà. Hai thân đầu nguyên zin. Hiện tại nó đang nhú măng nè. À, cả nhà thấy cái mầm bên này nó đang nhú lên không? Và cây này là cây mới tách. Đó, mới tách nha cả nhà. Rễ nó cũng đã nhú ra khá là nhiều rồi. Đây cả nhà thì có thấy rễ thơ rễ non không? Nó ra khá là nhiều rồi. Cái hướng 158 vàng đỏ này em chia sẻ là hai thân nguyên zin với giá là 1.600k, 1.600k cho hai thân nguyên zin em bao ship. Cô chú anh chị nào mà chưa có giống loại này thì mình liên hệ với em. Cây 158 này á, hoa nó rất là đẹp, khuôn hoa tròn, màu hoa đẹp. Đó. Cái dòng 158 á thì cô chú anh chị mình theo dõi thì mình cũng biết rồi, rất là nhiều cây đẹp, sổ ra rất là nhiều cây đẹp. Cái dòng 158 này phải nói là nó là một cái dòng thành công nhất của đài. Em thấy nó sổ ra được rất là nhiều mặt bông đẹp. Và cái cây này cũng là một trong những cái cây mặt bông khá là đẹp. Đó, khá là đẹp. So với những cái cây 158 VIP á, thì cái giá của cái cây này, cô chú anh chị mình sưu tầm về chơi khá là ok. Cái giá dễ tiếp cận hơn. Đó, giá cũng dễ tiếp cận. Nhưng mà khuôn hoa của nó thì khá là đẹp. Khuôn hoa và màu hoa của nó khá là đẹp. 1.600k cho hướng hai thân nguyên zin. Đó, cô chú anh chị nào thích thì mình liên hệ với em. Rồi trong cái video hôm nay á thì em chia sẻ vài mặt hoa, các loại da sưu tầm như vậy. Cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt hoa nào thì mình cứ liên hệ theo số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo của em. Rồi em xin chào cả nhà.